Hello, xin chào các bạn, lại là mình Đam Mê Cá Vàng đây. Các bạn có thấy rằng hôm nay cái hồ cá của nhà mình nước rất là trong không? Là không có nước tảo xanh như mọi hôm nữa đâu. Là bởi vì do đâu? Đó chính là do cái dụng cụ tách phân này nè. Thì dụng cụ tách phân này sẽ có những công dụng như sau. Đó là dụng cụ này sẽ có tác dụng tách phân và cặn bẩn trong nước, tránh tình trạng phân bị đánh tan trong nước và gây ô nhiễm môi trường nước. Như các bạn biết rồi đó, thì phân cá vàng là một cái chất thải từ cá, thì bao gồm các độc tố, nên là cái việc tách phân là điều cơ bản nhất khi mà nuôi cá trong môi trường nhân tạo. Trước khi mà có dụng cụ tách phân á, thì mình chỉ có lọc thôi, và cái vị trí để hồ cá của mình là ngay vị trí có ánh nắng chiếu vào rất là nhiều, nên là đã sinh nên rất là nhiều tảo. Mà để có được tảo như vậy á, thì chứng tỏ là trong nước phải có phân mà mới có chất dinh dưỡng để cho tảo phát triển. Nhưng mà khi mình sử dụng dụng cụ tách phân thì có kết quả như sau, đó là nước rất là trong luôn. Vậy là có nghĩa là ngoài việc tách phân thì dụng cụ này còn có tác dụng mà tách luôn cả tảo và tạo môi trường nước vừa trong vừa sạch cho cá nữa. Nhưng mà các bạn phải lưu ý rằng cái hồ cá của bạn phải có cả lọc tốt và có cả tách phân nữa thì mới hiệu quả nha. Không phải là chỉ có mỗi dụng cụ tách phân là có tác dụng đâu nè. À, và còn sắp tới nữa thì Đam Mê Cá Vàng sẽ ra mắt rất là nhiều sản phẩm chất lượng để tạo nên một bộ lọc hiệu quả cho cá vàng. Thì các bạn hãy liên hệ được tư vấn nha. Các bạn có thắc mắc gì về dụng cụ hữu ích này, các bạn có thể comment ở phía dưới hoặc là inbox đến Đam Mê Cá Vàng để mà được tư vấn thật là tận tình và chi tiết nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!